Các bạn ơi, mình đã sưu tập đủ 24 thẻ và mình đang có mặt tại cửa hàng. Đây là 24 thẻ cun của mình đã uống sữa cun và mình sưu tập được thẻ cun này các bạn này. Mình sưu tập được chữ cùng cun này, làm việc này, mỗi ngày này. Đấy. Đây là 24 thẻ sữa cun nhé các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đổi lấy hộp bút cun. Đấy, mình sẽ giao cho chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng đếm thẻ hộ mình cái. Chúng mình cùng uống sữa cun và siêu tập thẻ trong mỗi lốc sữa cun nhé. Sau đó chúng mình sẽ đến các điểm đại lý hoặc các cửa hàng để chúng mình đổi thẻ để lấy hộp cun đấy. Đã đủ 24 thẻ và chủ cửa hàng đã nhận thẻ của mình rồi nhé. Đấy, 24 thẻ này chúng mình sẽ đổi được hộp cun này các bạn này. Đấy, hộp cun này rất là đẹp nha các bạn nhé. Rồi, tuyệt vời luôn. Chúng mình cùng uống sữa cun nhé.